Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em sẽ review giới thiệu cho anh em xem chiếc xe Honda Master 125 để em đẩy thêm chức cho nó sáng anh em xem. Câu này thì mới vừa về tại cửa hàng luôn nên anh cũng nôn nóng quay video lên cho anh em, nào cần thì anh em chốt giá mua để anh em Tết anh em đi phượt, chứ giờ hiện tại xe bên rất là hiếm nha. Xe hiện tại giờ rất là hiếm nên anh em nào mua xe Tết để đi phượt đi chơi thì nhanh tay liên lạc cho em liền. Con này giá xe này mới vừa về tại cửa hàng luôn, với cái giá là 28 triệu, Honda Master 125. Master 125 dòng xe Honda, xe này thì cực kỳ bền, xe này thì độ bền của nó thì rất là bền nha, anh em đi phượt đi xa rất là tốt luôn. Đó, xe này thì máy móc nó còn nguyên riêng, rất là êm, anh em mua về chỉ có việc đi thôi. Bi đông nè, tư thế ngồi nó rất là thoải mái luôn, nó không có gây sơ mỏ lưng nha, nên anh em đi rất là tốt. Anh em đi xa đi phượt Vũng Tàu đi Đà Lạt đồ, tư thế ngồi nó khỏe, không có mỏi lưng. Xe này thì mọi thứ trên xe là còn nguyên riêng, nói chung xe mới xa thì nó còn nguyên riêng y vậy. Bên em bán xe thì không có mua những xe đổ sơ chế thì bên em không có chơi. Đó, xe nào riêng bên em mới chơi, nên anh em khách hàng mua cứ yên tâm mà sử dụng. Nó không có lo gì về độ chế hoặc này kia hết. Xe thì cực kỳ êm, máy móc, tư thế ngồi nó rất là thoải mái, sẽ ngồi cho anh em xem. Máy dầm này thì anh em 1m rưỡi, 1m55 anh em vẫn ngồi tốt nha. Em thì cũng em này rất là thân lùn là thấp rồi, nhưng em ngồi cũng rất là ok. Đó. Tư thế ngồi quá ok luôn. Đó. Cực kỳ đạp rất là nhẹ nổ, đề cũng rất là nhẹ nổ. Đó. Đề cũng rất là nhẹ nha, rất là nhẹ nổ. Tư thế ngồi chạy rất là thoải mái luôn. Đó. Càng đèn xi nhan đầy đủ hết. Nó rất là ok, quá tuyệt vời. Nước sơn này là còn nguyên rinh nha, tay em rồi cũng còn nguyên rinh, máy cực kỳ êm luôn, máy hầu như là rinh, chưa có đất đầu chưa làm gì hết. Còn những cái gì mà cũ thì bên em về bên em sẽ làm mới lại cho khách, đó, khách mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Đó, chứ mô tô thì không có để cũ được, đó, mô tô thì đừng không mua mô tô không có giống như mua máy xe tay ga, sợ là sơn lại đồ này kia, mô tô thì mới chừng nào thì tốt chừng đó. Xe này thì nói chung anh em đi số bao nhiêu thì nó hiện cho mình số bấy nhiêu trên này, nó rất là dễ luôn. Nè, cản dựa rồi nè, chống đổ rồi còn đầy đủ hết. Cản dựa chống đổ còn đầy đủ. Đó, dầm này thì có dầu đạp luôn, đời chắc đời cao. Đời bao nhiêu em không để ý nữa, nhưng mà nghĩ chắc là đời cao. Xe này thì anh em mua về anh em đi thôi. Hợp những dòng xe này anh em mới tập chơi anh em đi rất là dễ luôn. Nó hợp số là số tới nha. 1 2 3 4 tới luôn mà có móc dầm phía sau luôn cho nó rất là dễ. Nhiều anh em mới chơi anh em chạy chưa quen á, anh em móc nó khó, nhưng cái này rất là dễ luôn, số tới. Nó là năm số tới, đã vô số anh em bút con lại, anh em thả từ là chạy lên, đắp lại em. Cực kỳ nhạy luôn. Rất là ok. Tư thế ngồi con này rất là thoải mái nha. À, rất là thoải mái, à, mạnh. Tư thế ngồi anh em chạy không? Rất là ok, rất là thoải mái, không có gây sự mỏi lưng hoặc này kia, hoặc khó này kia. Rất là ok luôn con này. Vì hiện tại con này bên em bán ra với cái giá là 28 triệu. 28 triệu, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em chốt giá con này ha. Số này rất là nhẹ luôn. Đó, rất là nhẹ. Xăng còn rất là nhiều. Nắp xăng mở thì có rất là dễ, một chìa khóa của nó rất là tuyệt vời nha anh em. Nên anh em nào mua thì nhanh tay nha, vì dòng xe này rất là hiếm tại cửa hàng đâu, lâu lâu mới có một chiếc ha. Cực kỳ đẹp.
Xin chào tất cả anh em một lần nữa, một lời chào thân ái nhất nha. Chào tất cả anh em một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô. Hôm nay Tuấn Mô Tô cũng mới về con xe Honda Master 125. Cũng cố gắng tìm cách review lên cho anh em xem. Anh em nào cần thì liên lạc cho em. Vì dòng xe này rất là nhiều anh em dặn bên em, nhưng mà em không nhớ được số điện thoại, nên em cũng cố gắng review lên cho anh em xem. Anh em nào cần thì liên lạc nha. Nguyên rinh, chủ sử dụng cũng rất là kỹ luôn. Máy móc là nguyên rinh nha, rất là êm. Với dòng xe này thì nó với phân khúc giá tiền tầm 20 mấy triệu thì nó rất là phù hợp cho nhiều anh em chơi đó. Những người lớn tuổi, người ta đam mê mô tô, nhưng mà vẫn lớn tuổi thì không thể sử dụng những dòng xe mà to được đó. Nhưng như dòng xe này thì nó rất là thích hợp cho nhiều anh em luôn đó. Anh em nào lớn tuổi sử dụng xe này rất là khỏe luôn, cực kỳ dễ, nhẹ nhàng di chuyển rồi rất là nhã mà cực kỳ bền nữa. Mấy dòng xe này rất là bền nha. Mấy dòng xe này rất là bền. Honda Master 125. Đó, xe bi đông cao, tư thế dòng anh em ngồi dòng những dòng xe này nó rất là thoải mái khi đi xa luôn. Anh em đi phượt Vũng Tàu hoặc là đi Đà Lạt rồi. Nói chung cực kỳ lợi xăng và tư thế ngồi nó rất là thoải mái nữa. Con này thì nó nguyên rin nha. Đồ đạc trên xe là còn nguyên rin rất là êm. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì. Bộ đích bộ của nó hầu như là còn nguyên rin, máy móc là nguyên rin, rất là êm. Với dòng xe này thì nó rất là dễ chạy cho anh em mới tập chơi. Vì số nó là số dòng nên nó rất là dễ chạy luôn, nó rất là dễ. Còn số móc thì anh em mới chơi thì nó khó chạy, nó khó vô số. Còn máy dòng này thì số dòng, số tới luôn nên nó rất là dễ cho mấy anh em chơi. Đó, côn tay cũng rất là nhẹ luôn. Mấy dòng xe này thì cực kỳ lợi xăng rồi. Xăng của nó thì anh em chạy bốn mấy cho đến 50 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng nha mấy dòng này. Vì nó có 125, nó một máy ha, sát nó nhẹ nên nó cực kỳ lợi xăng luôn, mà nó cũng độ bền rất là bền. Nhưng anh em nào đã sử dụng xe này thì anh em biết rất là bền nha. Kiểu dáng cũng khá đẹp luôn, nó rất thích hợp cho nhiều lứa tuổi luôn nha, cho anh em đi phượt luôn. Cản dựa cũng có, chống đổ cũng có, kiên hậu cũng có, gây gân cờ cũng có luôn, nó rất là hoàn hảo, quá tuyệt vời. Vì bên Tuấn Mô Tô mua những dòng xe đẹp để phục vụ anh em đó. Những dòng xe đẹp, xe ring đó, để phục vụ anh em. Còn mua về những cái gì mà không vừa ý là bên Tuấn Mô Tô sẽ làm hết, canh chỉnh, rửa ráy sạch sẽ. Cái gì không vừa ý là bên em làm hết nha. Khách hàng mua về chỉ có việc sử dụng thôi, khách hàng không cần làm thêm cái gì luôn. Nhông xin đĩa xe này nè, anh em nhìn quá mới luôn à, quá mới luôn anh em, hầu như là chủ mới vừa thay luôn á, hay sao mới, quá mới luôn. Vỏ rồi trước vỏ sau để em thấy gai rồi còn rất là tốt, máy cũng cực kỳ êm luôn đó. Xe này thì thôi nước sơn rinh nha, tay còn nguyên rinh luôn, nó rất là đẹp nha. Yên rồi tư thế ngồi rất là thoải mái luôn đó, ngồi trước ngồi sau rất là thoải mái. Đồng hồ của nó này, hai đồng hồ, một đồng hồ tua máy và một đồng hồ km đó. Nhìn ha, quá đẹp luôn. Đây là bố số của nó, số bao nhiêu anh em đi bao nhiêu thì nó báo cho mình bấy nhiêu chỗ này. Bên này thì lúc càng khi nhanh rồi thì nó giới thiệu qua rồi, không giới thiệu lại nữa. Cản sau có cản dựa luôn ha. Còn anh em nào muốn gắn thùng thì anh em về tháo cản dựa này ra, thì anh em gắn cái thùng vô rất là dễ. Anh em tháo cản dựa mở bốn con ốc này, hai bên này hai con, bên kia hai con, anh em lấy cản dựa này ra, anh em mua cái thùng nhỏ nhỏ anh em gắn qua đây, anh em đi xa đều để đồ rất là khỏe luôn, rất là tiện lợi. Đồ đạc nhìn con này rất là sáng nha, nhìn rất là sáng, cực kỳ chuẩn luôn. Máy móc thì cực kỳ êm rồi, máy dòng xe này thì máy anh em có phê bàn. Nói chung máy dòng này thì không có chiếc nào máy kêu hết, nó rất là êm luôn.
Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em chịu khó bấm đăng ký kênh bên Tuấn Mô Tô nha. Có chữ đăng ký kênh màu đỏ, anh em bấm đăng ký kênh, bấm chung nha. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook nha, để nhiều người cùng xem, để nhiều người cùng chơi với mô tô với mình luôn. À, video sau anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau, là chiếc Vento 250 dòng xe máy V, mẫu cực kỳ đẹp luôn, dòng xe nhập khẩu từ Mỹ. Video sau em sẽ đưa lên cho anh em xem. Em hứa là video sau đưa lên mà em đưa chiếc xe này, nên chiếc xe sau em chưa có đưa lên. Anh em nào chịu khó bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau. Còn anh em nào đăng ký kênh thì anh em chịu khó bấm like nha. Anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em chịu khó bấm like hoặc chia sẻ lên Facebook, để nhiều người cùng xem, để nhiều người cùng chơi mô tô với mình luôn. Những con xe đẹp như vậy, anh em nào không chốt nhanh gọi điện cho em theo số điện thoại có trên màn hình để chốt giá con này thì quá là ủng. Con này anh em nào tìm master thì anh em bay liên lạc cho em liền con này liền, vì con này nó quá đẹp luôn, nó quá tuyệt vời. Con này là nguyên rinh, rất là đẹp luôn, không có gì để tả con này hết, không có gì để chê con này hết, vì nó quá đẹp. Con này nó quá tuyệt vời luôn anh em, từ đầu tới cuối ha, nhìn quá xuất sắc luôn. Mâm vỏ đồ chi, phục đồ chi rất là đẹp luôn, đồ đạp rất là sáng, hầu như là nguyên rinh hết nha. À, dòng này có vò đạp luôn. Bô con này là nguyên rinh nè, hầu như là chưa móc cái đít bô luôn. Đít bô phía sau chưa móc, rất là đẹp. Máy con này cực kỳ dữ luôn nha, mình sẽ nổ máy cho anh em nghe. Bóp côn. Cực kỳ dữ dằn. Đây là hồ tua máy này. Anh em thấy đồng hồ tua máy không? Đó, máy lên đó. Máy con này quá êm luôn. Đó, quá êm. Đề rất là nhẹ nổ nữa nha. Máy con này của em quá tuyệt vời. Đồ đặt inox con này rất là sáng nha. Rất là sáng. Máy của nó hiện tại đang nổ máy luôn. Đầy đủ ha, rất là đẹp, nhìn rất là sáng ha. Mọi thứ chính xác rất là ok.
nè, quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha. Máy đang nổ luôn, rất là êm. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chỉ có bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau nhiều xe đẹp hơn nha. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em chịu khó bấm like hoặc chia sẻ lên Facebook nha. Xe cực kỳ đẹp nha anh em. Những xe nào bên Tuấn Ô Tô mua về, bên Tuấn Ô Tô cũng rửa ráy rất là sạch sẽ, canh chỉnh rất là kỹ càng nha. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì, vì nó quá hoàn hảo và quá ok luôn. Đó, nó quá tuyệt vời nha. À, con này bên em bán ra với cái giá là 28 triệu. 28 triệu, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em đi, giá con này là 28 triệu nha, một đời chủ sử dụng. Giá con này là 28 triệu, hồi nãy giờ em quên giới thiệu giá cho anh em. À, giá con này là 28 triệu, anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669-659, hoặc anh em gái là địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để xem xe trực tiếp luôn nha. Con này là nguyên ring anh em, máy móc cực kỳ ring luôn. Hầu như hồi nãy gì còn nổ máy luôn á, em để là còn nổ máy luôn, hồi nãy giờ cũng 5 phút rồi, garanti rất là nhuyễn. Anh em xem video nhớ bấm like và ủng hộ em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chỉ có bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau nhiều xe hấp dẫn hơn. Video sau em sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe đẳng cấp từ Mỹ, Moto Vento, một Vento 250, dòng xe máy V luôn, xe mới về nhập về cửa hàng. Video sau em sẽ đưa lên cho anh em xem. Con này thì quá tuyệt vời rồi, cho nên anh em mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá con này. Vì những dòng xe đẹp như vậy về bên em rất là hiếm luôn, rất là khó tìm, nên anh em mua thì chỉ khó nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá con này nha. Anh em nhìn nè, tướng xe, kiểu xe, mẫu mã xe rất là đẹp luôn, tư thế ngồi rất là thoải mái, chạy rất là đẳng cấp, rất là đã, cực kỳ lợi xăng luôn. Mấy dòng này thì anh em chạy rất là lợi xăng, 4 mấy cho đến 50 km một lít xăng, rất là lợi. Và sau đây là em sẽ ngưng video nha, hẹn anh em video sau. Anh em nào xem video trong video, lúc em làm video có gì sơ sót thì mong anh em bỏ qua, và anh em góp ý thì để lại bình luận ở dưới, hoặc anh em nào muốn tư vấn gì thêm thì anh em cứ liên lạc cho em theo số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn trực tiếp luôn.